Xin chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ mẫu nhà đẹp của Kisato Thanh Hóa. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về mẫu thiết kế có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 0963459288 hoặc 0989222620. Hôm nay Kisato xin giới thiệu đến các bạn mẫu nhà cấp 4 đẹp của gia chủ Hà Văn Thái có địa chỉ tại xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi tiến hành khảo sát hiện trường khu đất có diện tích 250m2, lắng nghe và thấu hiểu một cách sâu sắc những mong muốn của gia chủ, chúng tôi đã thiết kế mẫu nhà cấp 4 và bố trí các phòng một cách hợp lý và khoa học cho gia chủ. Công năng của ngôi nhà như sau: một phòng khách 32m2, một bếp ăn 19m2, 3 phòng ngủ thường, trong đó một phòng 22m2, một phòng 15m2 và một phòng 13m2. Diện tích mặt bằng cho mẫu nhà cấp 4 là 170m2, trong đó chiều ngang 11,4m, chiều sâu 15m và chiều cao 4,2m. Phương án thiết kế mẫu nhà cấp 4 này gây ấn tượng nhờ hệ mái thái chữ A xếp chồng với dáng vẻ vô cùng hiện đại. Mẫu thiết kế này tập trung vào việc tạo ra không gian thông thoáng cho ngôi nhà. Vì vậy, các kiến trúc sư đưa vào hệ thống cửa sổ được phân bố với tần suất nhiều giúp không gian bên trong ngôi nhà được thông thoáng. Với hệ cửa bằng pano gỗ kính và kính vừa lại sự riêng tư, vừa mang đến cho ngôi nhà nhiều ánh sáng tự nhiên và gió trời, giúp cho không gian như được mở rộng. Mái thái không chỉ thể hiện phong cách hiện đại mà còn mang những ưu điểm vượt trội. Và mùa hè có khả năng tản nhiệt chống nóng khá tốt nên giúp cho không gian được mát mẻ. Kiểu nhà này có khả năng chống thấm rất tốt, thoát nước mưa tốt do có độ dốc vừa phải, không gây ứ đọng trên mái, phù hợp với khí hậu nhiệt đới ở nước ta. Cối hồi đua rộng ra phía trước cùng với kiến trúc mái thái thiết kế giật cấp cân đối, cùng màu ngói đỏ truyền thống, mang đến hiệu ứng thẩm mỹ hoàn hảo cho toàn bộ công trình. Phần chân tường của ngôi nhà được thiết kế cao và được ốp gạch giả đá đem lại hiệu ứng nghệ thuật và tràn ngập màu sắc. Việc ốp gạch thể toàn bộ chân tường còn có tác dụng hạn chế những vết bẩn bị bám vào chân tường, đồng thời tránh được những vết mốc ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Thiết kế bậc ngũ cấp cao giáo, thiết kế sảnh chính với hệ cột vuông, phô diễn những nét khỏe khoắn, kiên cố và vững chãi. Kiến trúc cột chú trọng đến việc trang trí chân và đầu cột, đem đến những nét thẩm mỹ với tính sang trọng và bề thế hiện đại. Phần sân ngôi nhà khá rộng và thoáng, thay vì sử dụng gạch đỏ truyền thống, các kiến trúc sư đã sử dụng gạch màu xám để tạo sự khác biệt cho công trình. Từ trên cao nhìn xuống, mẫu nhà cấp 4 này không chỉ thể hiện kết cấu bền vững, sự khác biệt trong kiến trúc, nó phô diễn được toàn bộ những nét khỏe khoắn và uyển chuyển của mẫu nhà đẹp cấp 4 hiện đại. Hình khối nhà cấp 4 với sân vườn thoáng rộng, cảnh quan thiên nhiên xanh mát đem lại không gian sống tiện nghi và khoa học, công năng các phòng đáp ứng những nhu cầu sử dụng của các thành viên gia đình. Mỗi công trình của Kisato tạo ra đều là những bản thiết kế hoàn toàn khác nhau, độc đáo, phù hợp với mong muốn, sở thích của mỗi khách hàng khác nhau. Tất cả những bản vẽ hoàn hảo này đều là tác phẩm của những kiến trúc sư dày dặn kinh nghiệm của Kisato thực hiện với tiêu chí duy nhất, làm đẹp từ tâm. Bên cạnh sự độc đáo về công năng thì ngoại thất ngôi nhà cũng là niềm tự hào của gia chủ. Vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu tới các bạn mẫu nhà cấp 4 đẹp của gia chủ Hà Văn Thái tại Thanh Hóa. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về mẫu thiết kế có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 0963459288 hoặc 0989222620. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ nhà đẹp tiếp theo.